Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày, cảnh giác với những loại hoa, cây cảnh chơi Tết có chất cực độc. Tết nguyên đán, nhà nhà mua hoa, cây cảnh về trang trí cho nhà cửa thêm phần tươi sáng. Vậy, nhưng có rất nhiều loại hoa, cây cảnh chơi Tết quen thuộc lại chứa chất cực độc có thể gây tử vong. Hoa loa kèn, theo dược sĩ Phan Minh Hiển Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, người từng thực hiện công trình nghiên cứu về thành phần hóa học của hoa loa kèn cho biết. Chiết xuất trong hoa loa kèn là scopolamine, một chất gây ảo giác. Nếu lỡ uống phải một giọt độc dược chiết xuất từ chất scopolamine, nạn nhân sẽ bị mất chi giác tạm thời hoặc mất trí nhớ. Còn theo tiến sĩ Võ Văn Năm, Phó trưởng Bộ Môn Dược Liệu, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần hấp thụ một lượng nhỏ scopolamine có thể gây ngộ độc chính, vì vậy, tất cả mọi người không, nên tùy ý hái các bộ phận của cây hoa loa kèn, người bị độc scopolamin, sẽ cảm thấy khô miệng, khó nuốt, giãn đồng tử, nặng hơn, sẽ bị lú lẫn, hoang tưởng, dễ bị kích thích. Hoa thủy tiên, trong năm mới, nhiều gia đình trang trí hoa thủy tiên trong nhà, để mong muốn sự tốt lành, may mắn cho gia đình, tuy nhiên, nếu vô tình ăn phải nó có thể nguy hiểm cho tính mạng. Triệu chứng ban đầu là buồn nôn, tiêu chảy, co giật, rối loạn nhịp tim. Ngoài ra, bà bầu ngửi nhiều hoa thủy tiên cũng sẽ gây tiêu chảy ảnh hưởng cho sức khỏe. Hoa đỗ quyên, ít ai biết những bông hoa đỗ quyên xinh đẹp lại có độc tính cao, nếu nhỡ may ăn phải, bạn có thể bị đau bụng, khó thở, tê liệt hôn mê và thậm chí tử vong. Hoa đỗ quyên ngủ đông, nếu nhìn thoáng qua, những cành hoa đỗ quyên này chỉ là những cành củi khô. Thế, nhưng nó lại khát hàng vì độ độc lạ của loài hoa này, với giá dao động từ một vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, loài hoa này lại rất độc và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người bởi lá và mật hoa của loài cây này rất độc độc tố trong cánh hoa đỗ quyên gồm andromedotoxin và abutin glucoside loại hoa này được cảnh báo rất nguy hiểm vì tất cả các bộ phận khác của nó đều chứa chất độc do đó không nên tiếp xúc với hoa triệu Chứng đầu tiên khi bị ngộ độc hoa đỗ quyên là buồn nôn, mệt mỏi, khó thở, chảy nước dãi, ói mửa. Ngoài ra, người bị ngộ độc hoa còn có thể bị mất cân bằng, xây sẩm do chóng mặt. 100 đến 225 gram am lá đỗ quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25 kg. Nếu nuốt phải, miệng sẽ bị bỏng rắt, sùi bọt mép, nôn, tiêu chảy và ngứa dâm ran trên da. Sau đó bạn có thể đau đầu, mỏi cơ và giảm thị lực. Tệ hơn nữa là rối loạn nhịp tim, hôn mê và co giật. Hoa ly hoa ly được yêu thích trong những ngày tết bởi màu sắc đẹp có hương thơm ấn tượng và độ bền cao hoa ly đẹp và mùi rất thơm không chỉ vậy hoa này còn giúp khử độc trong nhà tương đối hiệu quả tuy nhiên các chất thơm kích thích thần kinh sử dụng ở mức độ hợp lý thì hương thơm sẽ giúp con người thư giãn vui vẻ thoải mái ngược lại sự kích thích quá lớn sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi đau nhức đầu tập trung kém cây kim tiền vạn niên thanh trong lá cây kim tiền có tinh thể canxi oxalat một chất gây kích thích các vùng da nhạy cảm, trẻ em, nếu vô tình ăn phải hoặc để nhựa dính lên da, sẽ rất dễ bị ngứa, rát trong miệng, sưng viêm dẫn tới ngạt thở. Không chỉ cây kim tiền, kể cả cây vạn niên thanh hay cây hoa đỗ quyên, được nhà nhà trưng bày đón Tết cũng có độc và gây hại sức khỏe. Theo đó, chất độc endromedotoxin và abutin glucoside trong trong các bộ phận của cây sẽ gây bỏng rát khi tiếp xúc với da trẻ nhỏ. Đặc biệt, nếu như sơ ý ăn phải, sẽ gây ra tình trạng ngộ độc với các triệu chứng như buồn nôn, nôn chảy nước dãi, chóng mặt. Hoa cẩm tú cầu, cẩm tú cầu là loại hoa được trồng làm cảnh khá phổ biến. Hoa và lá tú cầu chứa độc chất cyanogenic glycoside. Do đó, nếu ăn phải hoa và lá cẩm tú cầu, bạn sẽ bị đau bụng trong vài giờ, tiêu chảy ói mửa, thở gấp, sau đó bạn sẽ toát mồ hôi, ngứa da và rơi vào trạng thái hôn mê. Hoa tulip, hoa tulip rất đẹp nhưng củ cây của hoa tulip có chất tulipin. Khi ăn phải, sẽ gây chóng mặt, buồn nôn, nên cần đề phòng nếu cho trẻ nhỏ cầm hoặc chơi với loài hoa này, nhất là củ của cây hoa tulip. Nếu có người bị dính phải chất độc của cây, cần gọi cho cơ sở y tế gần đó nhất để xử lý và nhanh chóng đưa người bị ngộ độc đến nơi được chữa trị. Bạn thấy thế nào về điều này hãy bình luận dưới video nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm like và đăng ký kênh hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo